Hoan hỉ chào mừng quý khán giả đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc tới quý khán giả, lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý khán giả là những người lần đầu tiên đến với kênh, thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh và ấn chung thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Nếu như thấy nội dung hay và bổ ích thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và nội dung ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý khán thính giả, đó chính là nội dung như sau. Dụ ngôn chấn động bí ẩn tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, may mắn liên tiếp, bất ngờ trúng lớn, đổi đời đại gia, đúng năm Giáp Thìn 2024 tới đây. Kính thưa quý khán thính giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, chúng ta đối với cuộc đời này đều không được lựa chọn vận mệnh cho mình. Thuận theo nhân quả mà đến với kiếp người, nhưng chắc chắn rằng ai cũng mong muốn cho mình có một kiếp nhân sinh rực rỡ, vận mệnh giàu sang. Vì vậy mà chúng ta luôn sẵn sàng làm việc ngày đêm, hao tâm tổn sức ngày đêm, nghĩ làm sao để có thể giàu có sự nghiệp ổn định, gia đình ấm êm. Thế nhưng, thành sự tại thiên, phú quý do trời, vận số vốn đã an bài sẵn. Nếu không biết được các điểm, các mốc để đột phá số mệnh của mình, thì ắt cuộc đời sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, có người nếu biết được vận mệnh của mình mà thay đổi số mệnh thì ắt giàu sang phú quý hơn người, từ đó mà phất lên làm đại gia, tiền tài rủng rỉnh, đổi nhà, đổi xe mà sống một cuộc sống an nhàn, sung sướng, hạnh phúc cho đến hết cả cuộc đời. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh đại trạch thổ, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là một năm có nhiều dấu hiệu may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Năm này quý mệnh chủ có nhiều các tin trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, làm ăn thắng lớn, trúng số đổi đời. Vậy, vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được các vận may cực đỏ đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên sẽ là đôi nét và đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu 1969. Kỷ Dậu nổi bật là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Kỷ Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và ho nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Kỷ Dậu thường có xu hướng cầu toàn, tỉ mỉ và chi tiết, họ thường trở thành những nhà quản lý giỏi. Có thể nói, vị trí của những người cầm tin con gà trong cộng đồng là hết sức quan trọng, vì vậy họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình. Kỷ Dậu thích sự phô trương, thích những nơi lộng lẫy và sang trọng, và đặc biệt thích tiệc tùng và lễ hội để có thể khoe những bộ cánh thời thượng của mình. Bản thân thường rất hãnh diện về gia đình, và là những người quản lý gia đình cũng rất hiệu quả. Họ ưa thích sự ngăn nắp và gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Người cầm tinh con gà thường ưa chuộng truyền thống và thường thích trang trí nhà bằng các đồ gỗ nội thất đặc trưng. Bề ngoài là người cấp tiếng tự cho mình là tài giỏi, thế nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ ưa tranh luận mà bất chấp về cảm giác của người khác thế nào, luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Bản thân thích được khen ngợi, và khi bị ai đó phê bình thì sẽ tìm mọi cách phản bác lại và sẽ không chịu thừa nhận sai lầm đó. Nhưng thế nào thì mọi người vẫn cũng sẽ yêu mến vì tính cách chịu khó và cần cù. Trong lĩnh vực kinh tế, tuổi Kỷ Dậu là các nhà quản lý có tài và họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn. Kỷ Dậu là người rất tin nhanh, năng nổ và khả năng tổ chức cao. Họ nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn và biết cách giải quyết khó khăn. Đó là những phẩm chất tốt để họ bù đắp những khuyết điểm của bản thân. Người sinh năm Kỷ Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô, tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân. Muốn thể hiện mình, mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ vì thường có vẻ ngoài được tôn kính đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Kỷ Dậu là những diễn viên tuyệt vời, thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người. Tính cách của họ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ, hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công.
Vận niên tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, trong năm 2024 âm lịch. Theo luận giải tử vi cho thấy tuổi Kỷ Dậu năm 2024 gặp vận niên chư phùng hỏa xấu, vì vận niên chư phùng hỏa thể hiện về những ý nghĩa xấu, tương ứng với hình ảnh con heo bị quay trên lửa. Gặp vận niên này, mệnh chủ cẩn thận, sẽ có những biến cố có thể xảy đến. Trong năm thu nhập của bản thân không tốt và bận rộn trong công việc, trong năm Kỷ Dậu nên ăn phận làm ăn, cũng cần phải cẩn thận vì dễ mắc oán, làm việc gì cũng cần suy xét thận trọng, công danh nhận được hỗ trợ, sẽ đạt được thành tựu. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong năm không thay đổi nhiều, thời điểm cuối năm, tứ trụ tử vi Kỷ Dậu, Thiên Tuyệt, Địa Hỏa, Kỷ Dậu cần chú ý tới việc trong gia đình, làm ăn không được tốt, ảnh hưởng tới tình cảm, cũng như thiếu hòa khí trong gia đình. Nói chung, Kỷ Dậu khi đón chào năm Giáp Thìn 2024 sẽ đối diện với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống, sẽ gặp nhiều trắc trở về mặt tài chính và công việc, cho nên cần phải tập trung vào công việc đang làm để đạt được thành công. Về phương diện sức khỏe, Kỷ Dậu cần phải lưu ý sức khỏe và điều chỉnh các thói quen ăn uống, lối sống để tránh các vấn đề có liên quan tới xương khớp và tay chân. Đối mặt với những thử thách này, Kỷ Dậu cần phải giữ vững tinh thần lạc quan và kiên trì để vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành công trong cuộc sống. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, sao hạn, tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm 2024. Xét về thiên can. Thiên can kỷ của Kỷ Dậu có ngũ hành thổ, gặp thiên can giáp ngũ hành mộc là tương hợp, Kỷ Dậu trong năm mưu cầu về công danh khá tốt, công việc kinh doanh, làm ăn, nhận được giúp đỡ của quý nhân, có nhiều khả năng đầu tư chung, mở mang hoặc thêm mới các liên kết công việc. Khi xét tử vi về mối quan hệ liên quan tới ngũ hành thiên can thì Kỷ Dậu nên lưu ý ngũ hành thiên can năm Giáp Thìn khắc với ngũ hành thiên can tuổi, vì thế mệnh chủ có thể dễ ốm đau trong năm này, cần lưu tâm thêm về vấn đề sức khỏe, thăm khám đầy đủ, định kỳ. Xét về địa chi. Địa chi Kỷ Dậu là Dậu, gặp năm địa chi Thìn là quan hệ nhị hợp, trong năm Kỷ Dậu kinh doanh hay buôn bán đều có cơ hội mở mang thêm nhiều công việc. Bên cạnh đó, mệnh chủ được sự hỗ trợ từ quý nhân trong các công việc, làm ăn đạt được thành quả mong muốn. Về ngũ hành địa chi của năm, gặp ngũ hành địa chi của tuổi là tương sinh, thể hiện ý nghĩa tốt, trong năm mệnh chủ xuất tiền nhiều cho làm ăn hoặc có đầu tư kinh doanh. Xét về ngũ hành. Kỷ Dậu ngũ hành thuộc thổ, gặp năm Giáp Thìn ngũ hành thuộc hỏa, thể hiện về quan hệ tương sinh, rất tốt. Theo đó, đây là năm thuận lợi đối với Kỷ Dậu, cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Về việc mưu cầu liên quan tới danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành thổ xuất hành đi xa, bởi khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ của quý nhân. Xét về cung phi. Cung phi Kỷ Dậu thuộc cung Tốn, có ngũ hành mộc, gặp năm Giáp Thìn thuộc cung Chấn, cũng có ngũ hành thuộc mộc là Diên Niên. Ý nghĩa về năm Giáp Thìn có sự củng cố về gia đạo, sự nghiệp, làm ăn kinh doanh thêm phần vững chắc, có quý nhân hỗ trợ. Theo tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 thì đây là năm tốt cho người cung phi Tốn, tiến hành thay đổi công việc, nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Ngũ hành của cung phi năm và cung phi tuổi là tương trợ, vì thế xuất hành đi xa trong năm có lộc đưa đến. Tử vi năm 2024 cho thấy Kỷ Dậu vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá trên nhiều phương diện. Có thể nói, trong năm Kỷ Dậu gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khi vừa có quý nhân trợ giúp, lại được tỷ kiên thôi thúc, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, mưu sự lớn sẽ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư đều có thể thắng lớn. Đã vậy, còn có các tinh chiếu mệnh, được ví như hổ mọc thêm cánh, dù có phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, thế nhưng sau tất cả, sự nghiệp sẽ thăng tiến như vũ bảo, đồng thời nhiều cơ hội thăng tiến, tốt cho cả người làm trong cơ quan nhà nước và làm tư nhân. Dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, Kỷ Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến và thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Tuy nhiên, con giáp này cần hết sức kiềm chế bản tính nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa lúc nào không hay. Khi được giao cho phụ trách công việc thì cần làm hết mình, nếu giữ tinh thần làm việc đối phó thì sẽ dễ mắc sai lầm, gây ảnh hưởng tới bản thân và cả tập thể. Ngoài ra, vượng các thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tình duyên thấm sắc, người độc thân sớm yên bề gia thất, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Về sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, Kỷ Dậu có thể cảm thấy lạc quan,
khỏe mạnh. Nếu cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề, để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Để rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người sẽ luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể dục, thể thao, sẽ thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Sao hạn tuổi Kỷ Dậu phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi năm 2024, Kỷ Dậu nam mệnh. Gặp sao Thổ Tú là một thổ tinh, sao Thổ Tú là sao xấu, hung tinh mang tới sự xung khắc, bất lợi. Trong năm chú ý các công việc làm ăn dễ thua lỗ, sức khỏe của nam mệnh yếu kém, xuất hành khó khăn, kết quả không như ý muốn, có thể bị người khác ném đá giấu tay hoặc bị cản trở công việc. Xấu nhất trong năm Giáp Thìn là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn tử vi năm 2024, Kỷ Dậu nam mệnh. Gặp hạn ngũ mộ là một tiểu hạn, hạn ngũ mộ trong năm Giáp Thìn chủ về nam mệnh, có bất lợi liên quan tới phương diện tài chính, tiền bạc, đề phòng mất mát, của cải hay hao tán về tiền bạc, chớ mua đồ trong năm nay mà không có hóa đơn, không nên cho ngủ nhờ, để tránh mang vạ vào thân. Sao chiếu mệnh tử vi nữ mệnh Kỷ Dậu năm 2024. Gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh là một họa tinh, sao Vân Hớn chiếu mệnh nên cần chú ý sức khỏe nếu đang trong giai đoạn mang thai năm nay. Ngoài ra, cẩn thận về thư kiện, khẩu thiệt thị phi, ốm đau, thương tật, công việc thì có sự ổn định và không quá nhiều biến động. Trong tháng 2, tháng 8 âm lịch là tháng xấu nên chăn nuôi bất lợi, gia đạo bất an. Vận hạn tử vi nữ mệnh Kỷ Dậu năm 2024, gặp hạn ngũ mộ là một tiểu hạn, tử vi cho biết đây là hạn chủ về năm này, nữ mệnh hao tán tiền của, chú ý mua sắm những đồ đạt cần phải có hóa đơn, không nên mua đồ lậu, trong năm cũng chủ về tai bay vạ gió, nếu cho người khác ngủ nhờ. Vậy xét năm 2024 này tuổi Kỷ Dậu sẽ như thế nào? Mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết theo các phương diện chính dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của Kỷ Dậu như được vén mây mù che phủ, mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Trong công việc, bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công, công việc như ý, lương tăng, tiền thưởng là điều tất nhiên, khiến bạn hài lòng và cấp trên cũng vui vẻ trao đổi cơ hội với bạn. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, Kỷ Dậu phát huy tiềm năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng mãnh liệt, theo đó hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tỷ Thiên xuất hiện, vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp, dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, bạn vẫn kiên định với mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Có điều, cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản có liên quan tới pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Ngoài ra, thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên đừng bao giờ thôi cố gắng khi đã chạm tay tới vinh quang, cũng đừng ngủ quên kẻo niềm vui ngắn chẳng được lâu, tự chốt lấy thất bại. Xét về phương diện tài lộc. Kỷ Dậu rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung cũng khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Trong năm lại có quý nhân phù trợ, thêm liêm hổ sông hậu, vận khí tăng tiếng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương, hay làm tư, làm chủ, người đầu tư, đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó con đường kiếm tiền làm giàu cũng không còn khó khăn như trước nữa, trái lại xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là bạn chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống, để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, bạn cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ nào cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bạn quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng thì càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, nóng mắt. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người,
Nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của Kỷ Dậu khá êm đềm, vợ chồng chỉ được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mối quan hệ cũng được củng cố và ngày càng bền chặt hơn, hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm nhận được sự động viên tinh thần của mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Nhân lúc đang vượng nhân duyên như này, những ai đang độc thân hãy mở lòng, nhiệt tình tham gia các sự kiện, vì khi ấy bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp. Người độc thân, dù không có sao đào hoa chiếu mệnh, thế nhưng lại được vượng các tinh thúc đẩy nhân duyên hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ rất ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Xét về phương diện sức khỏe. Với tác động của cát tinh là sức khỏe của Kỷ Dậu vốn đã tốt, nay lại thêm phần cát lành, bạn ít đau ốm, bệnh tật gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tuy nhiên trong năm lại có thêm hung tinh xuất hiện, bạn không được chủ quan khinh suất, kẻo rất dễ gặp tai nạn bất ngờ va quệt xe cộ, nhẹ cũng chảy máu, thương tật tay chân. Phụ nữ mang thai lại càng cần phải chú ý hơn, bạn nên chú ý giữ vệ sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong năm có sự xuất hiện của sao xấu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ, điềm báo tử vi nhắc nhở bạn nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi nơi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh, trên hành trình đi lại nếu gặp miếu điện, chùa tháp thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Quý khán giả thân mến, ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngay từ tháng Dê, Kỷ Dậu sẽ cảm nhận khá rõ những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, tài lộc, cơ hội thăng tiến đang mở rộng trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện, cho nên bạn cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Trong sự nghiệp, bạn duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên sẽ được cấp trên coi trọng. Song con giáp này cần phải nhớ, chớ để sự nóng này khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng lên khiến bạn phải vất vả hơn rất nhiều, có thể vì thế mà có dấu hiệu lao lực. Phương diện sức khỏe không lý tưởng nên nhớ, việc kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng cũng không nên bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Tình duyên như ý, nhờ cát tinh che chở, người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Những bạn gặp được một nửa của đời mình, thế nên cố gắng vun vén để mối quan hệ có thể đồng hành bên nhau thật lâu. Tình cảm là thứ chân quý, nên dù có bệnh thế nào cũng phải cố gắng vun vén, dành thời gian dành cho nhau, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc, thì cũng chẳng thể quay trở lại như lúc ban đầu. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Cục diện tương xung xuất hiện, báo hiệu những điều xui xẻo, đe dọa vận trình của Kỷ Dậu, mưu sự khó thành, có điểm báo tranh chấp, bạn nên cẩn trọng trong từng hành động của mình. Bạn có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Trong quá trình này, dù đôi khi vẫn gặp phải khó khăn, trở ngại, thế nhưng đó là điều tất yếu nếu bạn muốn trưởng thành, phát triển. Tháng này, người làm công việc cố định có nhiều khởi sắc, việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Tài vận trong tháng có dấu hiệu sa sút do bị nhiều hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh. Vốn vì thu nhập tháng này không có khởi sắc, thế nhưng nhu cầu chi tiêu mua sắm thì tăng cao, thói quen tiêu xài không có kế hoạch sẽ gây ra gánh nặng kinh tế cho chính bạn. Do đó, điều quan trọng trong tháng này là phải biết tiết kiệm hết mức có thể để cuộc sống bớt áp lực. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn khi tiếp xúc với người khác giới, còn nếu cứ bị động đợi người tới thì rất khó có thể tìm được người ưng ý. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vốn là người có tham vọng, nhiệt huyết với công việc, Kỷ Dậu luôn song pha không ngừng nghỉ, đây là thời điểm để bản thân phấn đấu tiến từng bước đến với sự đột phá. Lại thêm lục hợp nâng đỡ, với bản lĩnh sẵn có, đầu óc biết tính toán, bạn sẽ đạt được những bước thăng tiến đáng kể, khiến đồng nghiệp và cấp trên dành nhiều lời tán thưởng ngưỡng mộ. Ngoài ra, sẽ có một số dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cho thấy sức khỏe của bạn đang xuống dốc. Sau khoảng thời gian dài bận rộn, bạn lúc này thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi. Và cũng vì một phần bạn lười vận động cơ thể hơn trước, đúng là trời nắng thì không nên ra đường quá nhiều, nhưng dù ở trong nhà cũng nên duy trì các bài tập nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, bắt tay vào làm việc nhà cũng là cách để bạn cải thiện tâm trạng tốt hơn. Mỗi khi buồn, chỉ cần đứng lên dọn nhà,
rửa bát, bạn sẽ quên mất mình đang buồn vì điều gì. Trong các bữa ăn hàng ngày, bạn cũng cần chú ý ưu tiên những món bổ gan, dưỡng thận nữa. Các bộ phận này thường chịu ảnh hưởng tiêu cực trong những ngày hè nắng nóng. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Nhờ có tam hợp che chở mà công danh sự nghiệp của Kỷ Dậu có nhiều biến chuyển tích cực, công việc có nhiều đột phá, được quý nhân giúp đỡ, giành được thành quả khả quan. Hơn nữa, việc luôn chọn đương đầu với thách thức để tìm các cơ hội phát triển, bạn đang đi đúng hướng. Sự chăm chỉ và nỗ lực trước đó của bạn sẽ đem về kết quả xứng đáng, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức. Tài lộc không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước vì phải tập trung vào các giải pháp an toàn, đôi khi giữ cho mình không mất tiền thì cũng là đầu tư có lợi. Với những khoản đầu tư được chào mời có lãi suất lớn thì ngay lập tức tránh xa, nhất là khi người nhà giới thiệu cho bạn những cơ hội này thì bạn sẽ có xu hướng ngại từ chối. Nếu cần thì nói rằng bạn đang túng thiếu thì làm gì có tiền mà đầu tư, chuyện tình cảm có tiến triển mới, được người thân, bạn bè xung quanh ủng hộ. Thế nhưng người đã có gia đình thì nên thận trọng, tránh xa những mối họa khó lường. Việc bạn đứng núi này trông núi nọ chỉ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử mà thôi. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận trình của Kỷ Dậu không được khả quan cho lắm, nguyên nhân chủ yếu là do tài vận kém, thu nhập giảm sút mà nhu cầu chi tiêu mua sắm cũng tăng hơn trước. Thế nên, tiền bạc thất thoát nhanh chóng, tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp những mối đầu tư mang tính thách thức nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thương không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời kha khá cho mình, có thể tận dụng lúc này. Tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, bỏ túi không ít lợi nhuận, các mối quan hệ xã giao cũng cần được bồi dưỡng. Để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Vận trình tổng thể của Kỷ Dậu rất tốt, các khí lan tràn trong tháng này, công việc không chỉ khởi sắc mà thu nhập cũng tăng lên. Có người thậm chí còn được thăng quan, tiến chức, cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, do đó bạn nên nắm bắt kịp thời để không bỏ lỡ thời cơ. Cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của bản thân, nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn việc làm ăn, buôn bán sẽ không đến nỗi nào, có đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả hung tinh hoành hành, sai một ly có thể trả cái giá rất đắt. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, cũng chính là tháng cô hồn, Kỷ Dậu nên đặc biệt chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân, bạn hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, tránh đưa bản thân rơi vào những lo lắng không tên, đang ăn mòn ý chí của bạn, dù là người thông minh, nhưng tính hay do dự, sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội tốt. Bạn cần tìm hiểu tham khảo các thông tin để cân nhắc, thế nhưng, cũng đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác, hãy lắng nghe sự mách bảo của lý trí. Tháng này không phải là thời gian thuận lợi cho bạn theo đuổi danh lợi, do đó, không cần cố tỏ bản lĩnh làm gì vì bạn chỉ nhận về mình phần thu thiệt mà thôi. Một điều mà bạn nên lưu ý, đó là nhất định tránh xa những rủi ro, có nhiều tác nhân gây cản trở cho cuộc sống của bạn, do đó, các kế hoạch to lớn nên để sang thời gian khác thích hợp hơn. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh nên sẽ gây ra đen đuổi, mọi việc không như ý, điềm báo bất trắc rình rập, làm gì cũng cần phải cẩn thận, chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Kỷ Dậu vấp phải cuộc diện tương hình, vận trình tháng này khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trục trặc, vì thế mà tinh thần bạn có dấu hiệu đi xuống, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng, bạn cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc ngay, nhiều việc không như ý, nên bạn có xu hướng đa cảm, buồn phiền, nghĩ ngợi miên man. Thay vì ngồi đó suy nghĩ, thì bạn nên hành động quyết liệt hơn, chăm chỉ làm việc nhà, cũng là cách để bạn tránh tình trạng nhàn cư vì bất thiện. Tài lộc không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước, vì bạn đang phải tập trung vào các giải pháp an toàn, đôi khi giữ cho mình không mất tiền, thì cũng là đầu tư có lợi, với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn, thì phải ngay lập tức tránh xa. Có thể thấy, tháng này có những khoản chi bất ngờ ngoài tầm kiểm soát, nên đành phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết. Cho dù thế nào, cũng không nên mua sắm bằng khoản tiền tiết kiệm để đề phòng cho những lúc khó khăn bạn nhé. Về phương diện sức khỏe, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng tinh thần xuống dốc,
dễ bị stress, cơ thể mệt mỏi, ốm đau. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Tháng này hung vận lấn át cát vận, vận trình thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Trên phương diện sự nghiệp, những suy nghĩ đa sầu đa cảm khiến bạn tự khép mình lại với mọi người xung quanh, bạn không muốn mở mang các mối quan hệ xã giao, tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng không có tinh thần cố gắng phấn đấu, bạn chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, không có cạnh tranh hoặc là tranh cãi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong sự nghiệp thì các tin thiên đức vẫn sẽ giúp bạn có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới, bạn sẽ có thêm những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Có điều, thách thức khó khăn luôn song hành cùng với cơ hội, khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Vận trình tài lộc không có biến động đáng chú ý, bạn vẫn thể thu được một khoản tiền lương hoặc tiền lời ổn định, song không nhiều, cơ hội phát tài gần như là không có. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn vẫn đi theo những lối mòn quen thuộc, những công việc đã làm quen tay, nên khó thu hút được những đối tượng khách hàng mới, thậm chí vì chậm thay đổi, chậm thích nghi mà bạn có thể để cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Với người làm công ăn lương, bạn khó ghi điểm trong mắt cấp trên, may mắn không phạm lỗi lầm, nên tiền lương, tiền thưởng không bị ảnh hưởng nhiều, bạn làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, hiếm có người nào giành được cơ hội phát tài lớn. Việc đầu tư làm ăn trong tháng cũng cần hết sức thận trọng, kẻo bị lừa gạt hoặc bị lợi dụng, gây thiệt hại cả về tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Trong tháng, tâm điểm chú ý của Kỷ Dậu là phương diện tài chính, vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này. Việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, nhờ vậy chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận là niềm hạnh phúc mà bạn luôn mong mỏi có được. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại, có những thời điểm bạn phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, dù quá trình xảy ra có đôi chút trục trặc, thế nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, bạn vẫn xử lý đâu vào đấy. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn với Kỷ Dậu, do ảnh hưởng của cuộc diện tương phá, có điểm báo tiểu nhân rình rập, gây trở ngại cho công việc, do đó, phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự, các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu, do thái độ nóng nảy của bạn, hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác, bởi có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét đã gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn. Một số triệu chứng cũ về sức khỏe cũng có thể tái phát trong tháng này, chú ý thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để điều trị dứt điểm. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng này tam hợp xuất hiện, mang theo may mắn cho Kỷ Dậu. Về phương diện tình cảm, mâu thuẫn giữa các cặp đôi được hóa giải, gia đạo khá yên ổn. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Tháng này có thể mưu hành đại sự, hãy chủ động và xông xáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Có điều dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, bạn nên hành sự thận trọng. Ở thời điểm năm hết tích đến này, tài lộc vẫn trên đà khởi sắc, tuy nhiên nhu cầu cuộc sống ngày càng gia tăng, nhất là trong tháng cận Tết, việc sắm sửa tăng cao nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.